cả. Nhưng mà bây giờ em cãi lộn với chị đây. Bởi vì chính tại nhà hát Hòa Bình này là sân khấu mà khi Hồng Nhung mới ở Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó em rất trẻ chứ không phải như bây giờ. Tức là trẻ hơn bây giờ khoảng 10 tuổi, rồi mới chưa đến 20. Khi em xem chị ở bên trong, em xem chị hát thì như là đúng là chị đã tạo ra một thánh đường về âm nhạc. Và cho đến hôm nay điều đó không thay đổi. Như là quý vị đã thấy là nội lực không phải chỉ ở trong giọng hát mà còn trong cảm xúc. Và bây giờ có khi còn hay hơn nữa, bởi vì đó là bề dày của kinh nghiệm sống của chị Cẩm Vân. Cảm ơn Hồng Nhung nhiều. Cẩm Vân nói đùa xíu nha, đừng có quay nha. Hồng Nhung là được Cẩm Vân đặt cái danh hiệu là Hoa hậu ứng xử, phải không ạ? Là đúng không ạ? Là hoa hậu ứng xử phải không ạ? Dạ. Là không xinh lắm hoa hậu mà không xinh lắm cho cái nữa hay hậu nữa. Để cho chung không khí bất căng thẳng xíu. Hồng Nhung là một ca sĩ mà Cẩm Vân nghĩ rằng là Cẩm Vân nói là em không lớn nổi mà không nổi luôn, là quá thông minh, quá khôn và rất là duyên dáng trên sân khấu. Bây giờ thì Cẩm Vân xin nhường sân khấu lại phần duyên dáng đó cho Hồng Nhung. Và bài hát của chị mà sâu sắc và gọi là có cái sức nặng của kinh nghiệm sống ra sao, thì hôm nay Hồng Nhung xin được hát cái bài hát sau đây là nó ngược lại, là bởi vì viết về những cái rung động đầu tiên của người con gái mà lần đầu tiên biết yêu, đó là để đánh dấu cái ngày đầu tiên khi mà Hồng Nhung bước chân vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên biết thế nào là yêu, rất đúng như bài hát mà nhạc sĩ Phạm Duy đã viết rằng là ngày nào lòng tôi đã biết vui, biết buồn, tôi ôm mối tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui, đợi em dưới mưa. Và không phải có niềm, không chỉ có niềm vui, có cả nỗi đau nữa, nhưng người ta vẫn muốn hé mở cánh cửa của tình yêu, cánh cửa của thiên đường, để lần đầu biết thế nào là nếm táo đầu tiên, nếm trái cấm nơi thiên đường. Xin hát Bao giờ biết tương tư.